Ok và hello, chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video này chúng ta sẽ cùng làm về cặp đôi Ranger. Đây, Ranger đây, mình sẽ kết hợp với lại con Renegade. Ok. Và vũ khí sử dụng thì đương nhiên sẽ là một cái vũ khí mà lâu lắm mình không dùng rồi. Đó là khẩu súng rồng Obliterator. Ok. Khẩu súng rồng ngày trước thi thoảng làm thì các bạn xem nhiều lắm ấy. Không biết giờ các bạn còn yêu thích khẩu súng này không. Vũ khí sử dụng, item sử dụng thì mình sẽ chọn cái 5000 rune và 200% attack speed này, một cái nhặt máu này, một cái tăng giáp này. Đấy, khỏe luôn, đảm bảo khỏe luôn. Đấy, có thêm 200% attack speed, đảm bảo là bắn cũng nhanh hơn đấy. Ôi, nhưng mà khẩu súng rồng kia nó bắn vẫn chậm thế nhỉ. 200% attack speed của mình cơ mà, cảm giác vẫn chậm thế. Nhưng mà được 5000 rune, bắn cực kỳ xa luôn, đúng không? Cái này bỏ. Cái này thì lấy một đam dài. Ồ, đam đang bị giảm 100 à, bảy mấy phần trăm kìa. Ô nhưng mà quên mất, con Renegade này thì nó lại bị cái là trừ đi 80% đam cơ bản. Khoai thực sự đấy. Ừ, khẩu súng rồng kia thì nó bắn mỗi một giây nó bắn được một phát. Hơi lâu, một giây nó mới bắn được một phát. Nào, quay 2 này. 1 giây mới bắn một phát à? Hơi chậm theo ấy, cái tính của mình. Mình tính là lấy cái item đấy nó cái khẩu súng rồng kia nó bắn sẽ cực kỳ nhanh cơ. Nhưng mà không ngờ nó vẫn bắn chậm như này. Vẫn 1 giây một phát là hơi chậm rồi. Thôi để tí nữa lấy thêm attack speed sau đi. Lấy thêm attack speed rồi nó tăng cái tốc độ bắn lên thì ngon. Lắc này, Bamirin này. Một súng lục nữa này. Đầu tiên thì chưa có thể ra được khẩu súng rồng ngay đâu. Nên lúc những quay đầu tiên thì cứ lấy full súng lục đi. Tí nữa nó ra súng rồng thì mình sẽ đổi hết sang súng rồng sau. Đông quái nhỉ, đông quái, đông quái đây, đông quái đây. Từ con Renegade này nó còn bị cái là bạn đạn nó có bắn linh tinh tinh nhưng nó chả đúng gì cả. Cái tỷ lệ chính xác của nó rất là nhỏ luôn đấy. Bắn cứ đi đâu ấy. Buồn cười cực. 30 rain nữa kìa. Làm thế ôi bắn nhưng mà mình nhiều rain lắm rồi, không cần đâu. 10% attack speed này. Đấy, như thế đi. Một pistol này. Rô phát nữa nào. Rô phát nữa nào. Rô phát nữa nào. Rô phát nữa nào. Ô, không ra thêm được khẩu pistol nữa à? Cứ lao đến chúng nó bắn thôi cho nó dễ. Cứ để mà bắn xa mà khẩu súng à, khẩu con Renegade kia nó bắn chúng thì nghe chừng hơi khoai ấy. Ai là đông, ai là đông, ai là đông, ai là đông. Tính cho tới thời điểm hiện tại thì khẩu súng rồng này nó vẫn đang chiếm vị trí độc tôn của cái game này. Nếu như mà xét về đam dài, nó là một loại đam cực kỳ to luôn. Một khẩu súng có thể gây đam cực kỳ to luôn. Nhưng mà bị một cái này là bắn hơi chậm. Nhưng dù gì thì cái đam của khẩu súng rồng này nó vẫn thuộc là top game, top của con game Potato này. Nên nó không thể coi thường cái khẩu súng rồng được. Chỉ cần anh em mình tăng thêm được cho nó attack speed thôi là nó có thể xả đạn cho anh em mình kinh khủng luôn. Không thể nào đỡ được luôn. Anh em nhìn thấy không? Bị trừ đi những gần 100 đam mà đam âm 100 đam mà nó vẫn bắn được bảy mấy đam kìa. Nó đam mà nó rất là kinh khủng ấy. Trăm 10 đam luôn. Mặc dù mà bắn khá đẹp chứ. Lâu lắm không chơi lại. Mình vẫn nhớ được trước cái video đầu tiên mình làm về họp Rainbow, mình chơi khẩu súng rồng này. Xong rồi được anh em xem rồi bắt đầu từ đấy anh em biết tới mình. Vui quá trời luôn. Cái này roll tiếp thế nào? Rocket à? Chưa muốn lấy rocket lắm. Đang muốn giữ lại mấy cái khẩu này, tí nữa có gì để đổi sang hết súng rồng sau. Tí nữa chơi full 6 khẩu súng rồng thì nó bắn cho thì thôi. Khẩu súng rồng thì nó có bắn xuyên được chứ.
Một thua âm, ok. Đông quá nhỉ, đông quá nhỉ, đông quá, cứ vào đây. Ai ạ, đau nhỉ, đau nhỉ. Ừ, như nào vào đây. Cứ vào đây cho tính, cứ vào đây cho tính. Bắn, bắn, ai ạ. Căng nhỉ. 29 máu. Rồi. Cái này thêm được 6 đam dài nhưng mà trừ 12 né tránh lận. Nhưng mà được, lấy đi. Nên lấy thêm đam dài để bắn khỏe hơn. 7% chí mạng này. Cái này lấy thêm 15 lắc nữa đi. 25% đam cái boss và elite này. Cái knockback này. Rồi, quay tiếp theo. Lên được một khẩu lục đỏ rồi kìa. Thơm. Cái con Ranger kia thì nó có đặc điểm là tăng 50% đam đam dài anh em nhá. Nên là chơi với con Ranger này khả năng là sẽ phải lên thật nhiều đam dài đấy. Để cho nó bù lại cái việc là con Renegade kia nó bị trừ đi những 80% đam cơ bản. Để mà bù được 80% đam cơ bản khi mà tăng chỉ số con Renegade kia thì lâu lắm. Mình nhớ là đợt nào mình có làm một cái video về con Renegade kia xong rồi mình được bù được đam ấy nhở. Hình như là mới gần đây mà. Cái con Renegade kết hợp với lại con BG Bop đúng rồi. Làm phải bù trận em bù bao nhiêu đam thì mới bù được. Ok, trận này thì mình sẽ chơi theo kiểu là đam dài đi. Lấy thật nhiều đam dài để tăng đam chứ mình sẽ không lấy cái đam cơ bản nhiều nữa. 3 giáp 10 là 15% attack speed này. Ô mà có súng rồng nữa, ngon. Còn 3 mua súng rồng luôn. Đấy. Bắt đầu nó đủ may mắn để ra được súng rồng rồi đấy. Thơm đấy. Bỏ cái này đi. Quay tiếp theo quay 8. Hai súng rồng này. Giờ là cứ tăng attack speed để cho nó bắn nhanh thôi. Là súng rồng kia nó bao hết, nó bao trọn gói luôn. Đam của súng rồng nó to. Nó có thể cân kèo được. Chưa nhiều đam lắm. Súng rồng vẫn đang bắn hơi chậm. Cần phải tăng thêm attack speed này. Thêm được độ khoảng 100 attack speed nữa thì ngon. Giờ mà ra được cái item mà tăng attack speed từ giáp ấy. Nó ăn thơm đấy. Rồi ok. Cái này bỏ đi. Cái này bỏ nốt. Cái này lấy thêm 10 attack speed. Đương nhiên là ra attack speed thì mình sẽ lấy attack speed rồi. Ưu tiên attack speed. Một speed way trên năm tinh. Cái này không có nào ngon. Garden không 8 dam. Ở đây thêm một khẩu súng rồng nữa, tí lấy sau, tí lấy sau. Ôi, được 3 khẩu súng rồng rồi đấy. Thơm. Ai à, ai à. Mấy con quái đặc biệt này. Mấy con quái đặc biệt rất khó chịu nhá. 19 à. Đông quái nhở. Để xem chúng mày làm gì được nào. Nó phải nói là đông thực sự luôn ấy. Đông kinh khủng luôn ấy. Năm trăm lên được 700 MCR không? Chắc là lên được rồi. Với khả năng bắn như thế này thì lên được 700 MCR thoải mái. 800 thì nghe chừng nó hơi khó, chứ còn 700 thì với được. Ok. Ui kéo lên 800 này. Ui 800 thật luôn. 800 thật luôn thì ngon. Đấy quá ngon luôn. Tăng kinh nghiệm này. Cái này bỏ đi. Cái này bỏ nốt. Cái này thì mình đang muốn lấy thêm hai hút máu cũng được. Roll xem nào. 15% attack speed. Bắn cho nhanh hơn. 2 đam dài. Đấy. Bán một khẩu này đi. Mua một khẩu súng rồng. Này ok này. Thêm đam may mắn này. Bỏ trợ thêm đam vào để bắn nó khỏe hơn. Đam vẫn đang âm nhiều lắm.
Cái này âm đam thì sẽ được cộng né tránh à? Thôi, tí nữa mình đang muốn bù đam với cái thứ này, lấy cái đấy sau thì nó hơi bất lợi. Nên là bỏ đi. Lóc lại cái này, quay 10 này. 3 khẩu súng rồng rồi. 3 khẩu súng rồng rồi đấy. Giờ chỉ cần nó ra thêm cho mình được cái item nào để có thể tăng được thật nhiều attack speed thôi, là khẩu súng rồng này là bắn hết. Không nói nhiều luôn. Bắn 5.000 rain. Giờ ra thêm được một cái 5.000 rain với lại 200% attack speed nữa thì thôi, bắn được cái quả là kinh khủng. Bắn 5.000 rain nữa đã hết map rồi, thêm 5.000 rain nữa, 10.000 rain thì nó ra ngoài vũ trụ luôn. Hứa đảm bảo luôn đấy. Ok, được rồi này. Cái này trừ 20% ô không, trừ attack speed thì sẽ không lấy nhá. Này muốn thêm attack speed này. Cái này lấy thêm 12 tốc chạy à? Được, 12 tốc chạy đi, chạy cho nhanh hơn một chút. 3 giáp này. Ờ cũng được, bay thêm 3 giáp. Minigun à? Không, không lấy minigun. Tầm này là không lấy minigun. Tăng chí mạng từ material. Cái này tăng thêm được một chút máu. Giảm 12 rate, tăng 12 dam. Quay tiếp theo. Quay 11. Full súng đỏ hết rồi đấy. Bắn thì cảm thấy cũng khá là nhanh rồi. Không chậm như lúc đầu nữa. Lúc đầu thì khẩu súng rồng ấy nó bắn 1 giây mấy nó mới bắn được một phát. Bây giờ chắc là xuống dưới 1 giây rồi đấy. Dưới 1 giây là ok rồi, có thể bắn được rồi. 400 dam kìa. Sau bao nhiêu lần update, sau bao nhiêu lần vũ khí mới xuất hiện mà khẩu súng rồng nó vẫn giữ được cái dam của nó cực kỳ kinh khủng. Nó vẫn là top dam của game mà. Chơi khẩu súng rồng này thì bị cái là nó bắn chậm thôi, chứ còn dam của nó bao giờ là top game luôn. Dam siêu to luôn đấy chứ. Cái này bỏ đi. Cái này bỏ. Cái này bỏ. Cái này lấy được, thoải mái. Cái này lấy thêm roll đi. Vẫn đang muốn lấy thêm attack speed. 2 năm dài à? Thôi ra 2 năm dài thì mình lấy thôi. Thêm một tí này này. Một khẩu súng rồng nữa. Thơm. Chuẩn bị full súng rồng rồi đấy. Ngon đấy. Quay tiếp theo. Sắp full súng rồng rồi này. Full súng rồng thì nó là một đẳng cấp khác đấy. Bắn phát nào là quái thốn phát đấy luôn. Không có nhiều. Con Janaget này là bắn đạn rất là linh tinh. Nên nó cũng làm giảm một phần nào cái sức mạnh của súng rồng đi. Nhưng mà nó vẫn bá, súng rồng nó vẫn bá. Anh em nhìn mặc dù nó bị âm đến mấy chục dam ấy, nhưng mà dam của nó vẫn to. Nó vẫn lên đến 400 dam. Bình thường 500 đến 500 dam bình thường kìa. Dam cực kỳ khổng lồ luôn ấy. Ok. Đến cái wave 13 thôi chứ còn gì nữa. Tầm này wave 12 thì làm sao cả được mình nữa. Hợp lý rồi. Được, ok, ok. Bỏ này. Tăng attack speed mỗi wave này. Cái này bỏ đi. Không lấy. Cái này bỏ này. Bỏ này. Bỏ này. Nam đam kỹ sư không. Mình lấy 10 attack speed. Vương miện à. Vương miện tăng 2 vết tinh. Nhiều 2 vết tinh còn đang âm nhỉ. 10 rain. 52 vết tinh này. Giảm số lượng quái. Nuclear Launcher kìa. Nhưng mà thôi, đang muốn chơi cái này thì không nên lấy Nuclear Launcher. 20 rain nữa. Nào, quay tiếp theo. 4 súng rồng đỏ rồi đấy. Giờ kiếm thêm một quả súng rồng nữa thôi.
Đang ngon này. Trông nhìn đông thế nhỉ. Công nhận cái con Renegade này bắn nhìn thấy cái, mặc dù bắn thì ok, đam mấy cái thương này thì nó nhỏ nhỏ thật, nhưng mà kiểu nhìn đạn nó cứ bay linh tinh ấy, nên là nó cũng kiểu nó không ngứa mắt thực sự ấy. Bắn đạn nó cứ đi đâu ấy, nó chả chuẩn xác gì cả. Em nhìn mấy khẩu mấy cái khẩu súng dầu của mình nó bắn không, đạn toàn đi đâu ấy. Ừ thì nói đam thì đam bé là bé thật, nhưng mà nó bù lại cho cái việc là bắn chính xác một chút cũng được, hoặc bắn như bình thường cũng được. Bắn nhìn cái tuyết tàu le đi đâu. Ừ này là nguyên tố, cái này tăng chí mạng cho công trình. Bỏ đi, bỏ này đi. Cái này thì mình vẫn muốn lấy attack speed 15 attack speed rồi. Cái này thì mình lấy là 12 máu à. Ôi thì lấy 12 máu đi. Tăng dot mỗi way. Ờ 4 năm dài 8 hút máu. Cái này sẽ là, cái này thì cộng đam nguyên tố từ attack speed giảm 20% tốc chạy à. Ôi thôi. Nhưng mà cộng 10 attack speed mỗi way. Giảm 10. Ờ được. Bị âm 8 speed thì tí nữa bù speed sau. Way 14. Mình tham mình lấy cái đấy để mình tăng thêm được 10 attack speed mỗi way ấy. Chứ còn đáng ra là bình thường mình không lấy đâu, bởi vì giảm mà speed đi. Giảm speed đi nó đi chậm lắm. Mình không muốn giảm speed đâu. Nhưng tôi lấy cái đấy tham cái 10 attack speed vậy. Cộng 10 attack speed mỗi way. Nên cho cái khẩu súng rồng thì nó sẽ bắn đạn nhanh hơn. Còn speed thì mình sẽ bù. Bù sau. Rồi ok, 600 đồng 10 lắc trừ 2 đam không. Cái này bỏ đi nốt, cái này bỏ đi nốt. Cái này thì đạn sẽ bay nhanh hơn đúng không? Được. 8 đam, 4 đam nguyên tố, 3 đam dài này. Cái này 6 đam được. Cái này không được lắm. Ô thêm một khẩu súng rồng nữa. Ngon. 5 khẩu súng rồng rồi này. Rồi được rồi. Quay sau thì tăng cấp nốt cái khẩu súng rồng kia lên đỏ rất là ngon. Là full, à đâu chưa full, vẫn còn một khẩu lục. Ui bây giờ nhìn súng rồng nó bắn kìa, toàn đạn rồng nó bay ra thôi, nhìn đẹp thế. Nhưng mà đạn rồng này bắn bay hơi linh tinh nhá, chả trúng quái đấy. Toàn đi đâu. Nhưng mà khả năng gây đam nó vẫn kinh khủng nhở. Bị âm mấy chục đam, 50 đam mà vẫn gây được gần 1000 đam kìa. Ghê vãi. Không thể đùa được. Bảy trăm tám mươi. Vẫn 780. Phải có cái item mà tăng tăng đam qua thời gian cơ thì đam mình nó mới tăng thêm được. Chứ này nó cứ đứng im thôi à. Speed cộng 10 đam trừ 30 lắc. 10 máu 5 giáp 10 tay speed lấy đi. Cái này thì mình sẽ lấy đang muốn lấy lại speed đây. Hồi lại một ít tốc độ di chuyển cái. Có cái nào nó được nhiều speed hơn 6 speed à. Thôi thì speed lấy 6 cũng được. À, 5 khẩu súng rồng đỏ này. Úi xồi đam này. Một phát clear hết luôn. Bắn A quái trưởng này. Úi xồi ôi. Này quái chịu luôn nhưng đỡ kiểu gì. Bốn trăm đam, 800 đam kìa.
16 à. Ôi tầm đam, tầm đam thế này thì mình nghĩ thoải mái gần boss rồi. Từ kia máu thì cũng không dễ chết được đâu. Thoải mái, thoải mái. 12 né tránh này. Tầm này thoải mái gần boss luôn, đảm bảo. Ron kiếm, ôi súng già, à đam dài. Cộng 2% chí mạng cho mỗi đam dài mình sở hữu. Ồ, ngon, ngon, ngon. Ra được cái đấy là ngon đấy. Nhiều chí mạng ra phết rồi đấy. 77% chí mạng kìa. Trời ơi, gần 1000 đam rồi, 904 đam rồi. Toàn chí mạng luôn này, bắn full chí mạng luôn này. Ác thật. Tầm này thì không cần bù đam nữa. Tầm này cứ thế mà chiến thôi, không cần phải bù đam làm gì cho mệt. Cứ thế mà dã thôi. Đam bắn cứ chí mạng liên tục, sợ thật. Ai da, ai da, ai da. 679 đồng à, tăng 25% đam lấy boss vẽ elite ngon, thơm luôn. 4 năm dài nữa. Đam ta hồ to luôn. Với 18 knockback trừ 15% đam. Tăng thêm speed này. Giảm luck. Tăng đam này. Ngon. Tăng đam theo dây luôn. Hợp lý. Elite này. Ui giời, giờ đam to lắm. 996 đam kìa. Sổ đam bây giờ thì khủng khiếp luôn. Nhìn đam được kìa. Giờ kiếm nốt được khẩu súng rồng nữa thì ngon nhỉ. Cho thành full 6 khẩu súng rồng luôn là hợp lý đấy. Quê 18 này. Quê này xong ra rôn ngay khẩu súng rồng thì thơm quá gì nữa. Một 1100 đam rồi. 1200 đam này. Ấy. Được chưa? Đã được chưa? Ái nha. Ái nha, ái nha. 1300 đam. Ái nha, ái nha. Rồi ok, sau quê 18 ra kiếm được khẩu súng rồng nữa là thơm đấy. 15 speed, 10 né tránh, trừ 5 máu có thể đi được. Thoải mái luôn. Úi xồi, tăng né tránh từ giáp. Full né tránh luôn. Bây giờ là cần cho mình thêm một khẩu súng rồng nữa là thơm này. Không ra được thêm khẩu súng rồng rồi. Kéo trận này chỉ được khoảng 5 khẩu súng rồng thôi. 956 đam. 996 đam. Thường phải lên 1000 đam. Đấy. Thực đam giờ to lắm rồi. Không thể bàn cãi này nữa. Đam siêu kinh khủng rồi. Đỡ làm sao được với cái số lượng đam như này nữa. Này thì đỡ này. Này thì đỡ này. Đỡ với chúng tôi này. Này thì đỡ với chúng tôi này. Này thì đỡ với chúng tôi này. Đỡ với chúng tôi này. Này thì đỡ với chúng tôi này. Trăm năm mươi máu. 800 tiền. Bây giờ ra thì cần roll một khẩu súng rồng nữa thôi. Không cần phải tăng cấp lên cấp đỏ đâu. Để cho nó phun 6 khẩu súng rồng là được. Nhưng mà âm lắc thế kia thì sợ nó khó ra lắm. Lấy cho nó bổi lắc cái này. Để cho nó ra thêm được khẩu súng rồng nữa. Tăng chí mạng thêm từ một chơi rồi. Ôi trời ơi thôi. Bây giờ mình roll xem nào. Chờ, à đây rồi, ngon. Ra luôn, cầu được ước thấy luôn. Ừ, như nào. Được của nó luôn. Ừ, quá tuyệt vời. Ui 20. Kết thúc trận đấu với 6 khẩu súng rồng. Tuyệt vời. 1000 đam. Trời ơi xong luôn. Quá đơn giản luôn. Ui trời ơi. Nó cứ gọi là đơn giản. 6 khẩu súng rồng. Khỏe quá. Ui bắn 500 đam x2 lên 1000 đam kìa. Tính chí mạng nữa. Ui ghê ấy. Mà con này là còn bị giảm đam mới nhá anh em nhá. Ồ khỏe vẫn khỏe. Nói chung là khẩu súng rồng thì cảm giác lâu lâu chơi lại vẫn khỏe. Mỗi tự bắn hơi chậm thôi. Nhưng mà bù được attack speed thì ngon. Ui
đến cuối 20 rồi mà attack speed của mình lên 424 mà vẫn còn bắn 0,61 giây bắn được phát, chứng tỏ dùng phải bắn lâu thật. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho mình like, subscribe kênh và đừng quên comment xuống bình luận nha. Bye bye mọi người, see you again later.